người ăn sáng nha. Mỗi mì heo quay quá chất lượng này. Tại đây mà mọi người mà buổi sáng có đi thể dục thì ghé ngay chỗ góc đường Hoàng Sa với Nguyễn Phan Vinh nhé. Ở đây có cô bán bánh mì buổi sáng bán cả ngàn ổ. Heo quay rất là ngon. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mến chào mọi người đã trở lại với kênh Fishing Vlog. Cũng hơn 2 tuần rồi thì hôm nay mình mới đi câu trở lại đi mọi người ạ. Tuần vừa rồi cả nhà bị sốt. Cảm giác con người nó cứ lăn lăn sao ấy. Giờ thì cũng tới được cái đường rẽ xuống mũi nghe rồi. Không khí rất là trong lành nha mọi người. Bây giờ khoảng 6:30 rồi, trời vẫn còn sương mù. Lúc nãy đến giờ thì mình đi chắc khoảng được hơn một cây rồi mọi người ạ. Đường bằng nên nó cũng dễ đi. Mình tranh thủ vừa đi vừa nói chuyện tâm sự với mọi người một chút. Thì hôm nay là ngày cuối tuần, mình cũng xin chúc mọi người có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Thì tính đến nay cũng đã gần 4 tháng mình đăng cái video đầu tiên. Thì qua từng video thì bản thân Kiên cũng có rút kinh nghiệm, rồi tiếp thu thêm cái góp ý của mọi người, rồi mình cũng đầu tư thêm trang thiết bị và kết nối với nhiều anh em có cùng đam mê để mình làm cái video nó ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế thiếu sót mà chưa thể khắc phục ngay được. Nên trong thời gian tới mong mọi người tiếp tục ủng hộ, góp ý, chia sẻ để cho kênh ngày càng hoàn thiện và kênh Kim Fishing Vlog có thể có cơ hội phát triển hơn nữa. Bộ một lúc thì cũng đã tới được cây đa ngàn năm rồi nha mọi người. Phía dưới có mấy anh đã đi trước rồi, chưa có gì. Đằng xa kia thì có hai cái ghe câu. Biển hôm nay quá êm, đẹp, nước trong xanh luôn. Phía trước mặt mình là mũi nghe rồi nha mọi người. Sau hơn 40 phút đi bộ thì bây giờ cũng đã đến được mũi nghe rồi. Phong cảnh vẫn không có gì thay đổi, chỉ có là vắng người thôi. Do đường xá bây giờ nó cũng khó khăn quá. Điểm câu chỗ mình nước còn cạn, sóng khá êm luôn. Mọi người biết gì đâu, mứt nha. Mứt người ta hay bán ăn đây nha mọi người. Ở đây mứt gần như không có ai lấy luôn. Dày cui luôn nè, bạc màu hết luôn rồi. Wow, chỗ này sóng đánh nhiều quá nên mứt nó cũng tan nát hết. Đây có một cái hồ nước nhỏ nó động lại nè, cá cua rất là nhiều luôn.
đầu tiên anh em nhé. Cá mũi nghe thì nó chỉ bé bé như thế này thôi. Con đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay nè. Cá thứ hai con sợi dừa nha mọi người. Lấy hòn anh em ơi. Đây là con cá mó đại ca nha anh em. Cá mó đại ca ha. Con này con thứ tư rồi, nãy giờ trời mưa. Mà có mưa lùng bùng quá nên mình không có quay được. Con cá này đẹp dữ không? Đánh thể loại gì đây? Chủ yếu là lua nha. Anh hòn anh em ơi. Đây em hồng đếm. Con này cũng được. Ngang trong tay nên rất là sướng. Mẹ nó chứ.
lên một cái mú ghê nha mọi người. Đó, ăn là tự mát luôn. Bây giờ là 1 giờ 20 chiều rồi mọi người ơi. Hôm nay mình có việc ở nhà nên chắc là nghỉ sớm thôi. Bây giờ nước đang lên nhưng mà nãy giờ cá không có ăn. Thì cũng may ngày hôm nay đi ra câu được 7 con đây nha mọi người. Có một con cá hồng đếm, một con cá mó này, một con cá sợi dừa này, ba con cá mú quạ này và một con cá mú gai. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Fishing Vlog trong thời gian qua. Trong thời gian tới rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ, chia sẻ và góp ý để bản thân kênh rút kinh nghiệm cũng như làm video ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại.